Sophia, đợi tôi với. Bạn người cá tình yêu qua rồi. Bạn ấy đến rồi. Người cá Sophia mở cửa ra chào đón người cá tình yêu nha. Có bạn qua chơi hả? Ok. Cái gì em cũng phải từ từ với Sophia. Người cá tình yêu đâu? Hello, người cá tình yêu. Người cá tình yêu và phụ huynh của người cá tình yêu đi mua thuốc. Chào bạn. Chào bạn, bạn muốn làm người cá luôn đúng không? Chào mừng đến với thế giới của tiên cá. Rồi bây giờ sẵn tôi lấy bằng về luôn rồi, xuống đây tôi trao bằng luôn cho người cá tình yêu Benjamin với Helena. Hả? Sẵn anh trao bằng người cá cho em luôn nha. Rồi cuối tháng này là mình sẽ có chương trình đi bơi với cá heo. Ok. Ai đây nè? Em. Với mấy em này. Rồi. Trao bằng tại nhà của Tiêu luôn nha, bởi vì em không có đến sự kiện được á nên trao bằng ở đây luôn. Rồi lấy ra. Còn mấy em kia không xuống thôi, tôi khỏi đưa luôn nha Ben. Bỏ cái đó xuống chào cô, nói chuyện đàng hoàng coi. Té chớ đó. Mina không phải. Nori không phải luôn. Ông này. Benjamin nè. Đây đây. Lựa cái Helena giùm em đi. Rồi mấy bạn ngồi lại đây đi. Đó. Nói gì? Không đâu cây rồi. Ngồi vô rồi cô phát cho. Cô này là phụ huynh của người cá tình yêu nè. Gọi là cô tình yêu. Cô cá tình yêu, phụ huynh của người cá tình yêu. Trời ơi, em nói ai nghe nãy quay tưởng tôi ngoài nào mình mới. Có ai không á? Mấy cái bằng đi hay đi không? Sao mấy cái bằng lại để như vậy? Ủa sao bằng này bằng khác cho anh? Đúng rồi. Sao mấy bằng lại để như vậy? Ai là thơ cuồng của thơ phe cuồng của thơ Nguyễn? Đâu? Bạn nào? Có một bạn. Hồi nãy có bên tổ chức mấy người lớn gọi cho em á. Nói là bây giờ ủng hộ cái kênh YouTube của em để tẩy chay mấy cái kênh độc hại đó. Tại đó giờ người ta không đủ sức ảnh hưởng để người ta nói chuyện về cộng đồng á, nên họ gọi bên báo chí, họ cũng gọi. Thì anh đó, anh nói anh làm bên báo chí, anh nói bây giờ cái việc em làm ảnh rất là hoan nghênh, rất là ủng hộ, nên em cứ tiếp tục là đăng báo gì đó. Nhưng mà em nói giờ em đang lo cho mấy em nhỏ, em chưa sắp xếp được đó. Rồi bây giờ Benjamin đâu rồi, lấy bằng của em rồi, chị gửi cho Thi Đà giùm em luôn nha. Mấy em sao lấy bằng rồi quan tùm lum vậy Ben? Thi Đà là con gái. Tôi là đại tử thứ nhất. Thi Đà, Nori, Mina, Kevin Lê, Coro Iris. Rồi, của bạn. Lột cái miếng này ra, mấy em lột cái miếng này ra được nè. Tại cái bằng đợt này á, là bằng của hiệp hội. Cái tổ chức nó mở rộng ra nên nó ra, nó lấy hình của em luôn á. Nè, này của Rachel nè. Của Rachel, con của chị Duyên á. Rồi này của anh Huy nè, anh trao bằng cho em luôn nha Huy. Tại mấy em không đến sự kiện người cá gì hết nên không có trao bằng được. Rồi gỡ bằng ra luôn cho mấy bạn coi. Cho mấy bạn người thường coi khi được trở thành người cá là như thế nào. Người cá đã được Mỹ chứng nhận. Nè. Nè. Bằng đợt này của em á, bằng đợt trước của Huy á thì nó có của tổ chức BDIC chứng nhận. Lần này á nó có thêm World Diver nữa, hiểu không? Là cái bằng thì mấy cái hiệp hội người cá này khi mà nó mở rộng cái hội của nó thì nó sẽ có hơn. Nhưng mà sẽ không được lấy bằng level 2, em phải bơi bằng ống thở được anh mới cấp bằng level 2 ha. Đó. Rồi. Fun clean cái gì? Đâu? Theo em biết sai rồi. Fun clean hay fun lê? Fun lê hả? Tại Ben lúc làm bằng Ben nói là phân clean. Phân lên mà, mình nói là Ben cho Ben phân lên mà. Helena là đúng rồi đúng không? Vậy đừng chừng nào lên level 2 đi. Ok. Mình đi Mỹ á, mình đi tới là mình thì cái bằng này á, tới bữa mà mình bơi với người cá thì cuối tháng mình đi Nha Trang á. Hai anh em này. Cuối tháng đi Nha Trang á thì bơi với cá heo thì mình phải có bằng người cá nha. Ai bỏ giống nhau nè. Hai anh em nè. Ba anh em luôn à.
Bây giờ tên của mình á thì gần cái bàn gần cuối á, mình nên nên để tên thiệt, hiểu không? Tại bây giờ, nhưng mà Ben là quốc tịch Mỹ mà, đúng không? Chỉ viết sai chữ Lê thôi thì bằng level 2 để tên đúng cho Ben. Không có tên tiếng Việt. Tại học cái này lên level 2 á thì có thể đi làm được rồi. Ở bên Hồng Kông, Macau á có cái thủy cung á, người ta đeo cái bình. Bên Hồng Kông. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái em đó là quen em luôn, quen tổ chức, tại làm việc chung với tổ chức thì em đó cũng mới được cấp bằng thầy người cá đó, tên là Odessa. Thì cái em đó là nó thòng cái sợi dây xuống ống thở, đúng không? Đó, cái level 2 là làm như vậy á, là $200 một giờ, cái giá bên đó. Đúng rồi. Là vậy, gửi cho Thi Đà với Rachel giùm em nha, giờ em đang lo cho mấy em học dựng phim. Rồi chiều rồi bơi 3 năm 7 là bơi. Đó hả? Rồi bằng cấp anh gửi hết rồi ha. Nè còn bằng đợt trước nè, nó khác. Bằng đợt này lấy hình em luôn. Thật biết hình này hình ai không? Mi. Lấy xem. Cái này là Tion đó hả? Bên có hình bằng của Tion, hình Tion luôn. Sướng quá. Sau 40 tầng em phát triển bên Singapore, chị nói tiếng Hoa được đúng không? Được. Đi Singapore để làm ở đó, phát triển câu lạc bộ bên đó, rồi bán đồ thương hiệu đó, rồi mở lớp ở bên đó. Nên sẽ làm bên đó 40 tuần. Nhảy ai mà 40 tuần hả? Thì trong vòng 40 tuần sẽ làm việc ở phát triển ở Singapore. Dạ đúng rồi. Rồi xong đó, sau 40 tuần đó rồi thì trong thời gian đó phát triển ở Thái Lan với bên Hàn Quốc. Dạ đúng rồi. Đó. Tại em là cái bằng em là phải, em phải làm việc khắp thế giới rồi đó. Mà tại em ở đây đang lo cho mấy em này. Ok. Vậy nha. Vỗ tay nãy giờ đi. Trời ơi, trao bằng hết rồi. Mà trao bằng không cách người cá này ngộ ha. Chơi tại nhà solo luôn, không có hình thức.